Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Roma và câu lạc bộ AC Milan. Đây là trận đấu giao hữu của hai đội và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 5 và theo đánh giá thì câu lạc bộ AC Milan sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Roma với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,75 ba trái và 2,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Roma và AC Milan thì mỗi đội có 2 chiến thắng, còn lại 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Roma thì Roma thắng 1, hòa 2 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của AC Milan thì Milan thắng 1, hòa 3 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Roma được chấp 0,5 nhé. Vì sao? Mặc dù trận này gặp lại AC Milan thì Roma bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Roma cũng không thua kém gì AC Milan là mấy đâu. Thứ hai nữa thì nếu như trận đấu này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Roma được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Trận đấu này thi đấu trên một sân trung lập cho nên là mình nghĩ Roma họ cũng không có gì phải gọi là ngán ngại AC Milan cả. Và ở lượt trận này thì hầu như là Roma họ sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất, thì biết đâu Roma mới là đội sẽ chơi hay hơn và có chiến thắng trước AC Milan thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Roma được chấp ở trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2,75 ba trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng có từ 3 bàn trở lên. Và trận đấu này chủ yếu là trận đấu giao hữu, có thể là cống hiến cho khán giả là nhiều, có thể là hai đội sẽ thi đấu cởi mở hơn. Và dự đoán là cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 nghiêng về cho Roma, hoặc là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa 2 đều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2,75 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì AC Milan là mấy, có thể là Roma họ cũng sẽ không thua trước Milan đâu, thậm chí là Roma mới là đội sẽ chơi hay hơn và có một hoặc hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Roma được chấp nha, và canh tài hiệp 1 còn từ một trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Roma và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, chúc các bạn may mắn.